Bạch Quốc Việt xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin đặc biệt. Đài Loan tố Bắc Kinh bóp méo sự thật tại cuộc hội đàm với Mỹ. Bộ Ngoại giao Đài Loan ngày 21 tháng 3 tố cáo Bắc Kinh bóp méo sự thật trong cuộc gặp với Mỹ vào tuần trước khi tuyên bố rằng hòn đảo là một phần lãnh thổ của mình, theo Taiwan News. Trong cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc dưới chính quyền Biden ở Alaska hôm thứ Năm tuần trước, nhà ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã lớn giọng tuyên bố Tân Cương, Tây Tạng và Đài Loan đều là những phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Trong một cuộc thông cáo, ngày 21 tháng 3, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã phản bác phát biểu trên của ông Dương, cho rằng đó là lời lẽ ngụy biện. Cơ quan này nói thêm rằng bình luận của Dương Khiết Trì không phù hợp với quan điểm chính thống ở Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh rằng hòn đảo là một quốc gia độc lập có chủ quyền với nền dân chủ sôi động và chỉ có 23,5 triệu người Đài Loan có thể quyết định tương lai của mình. Bộ này cũng nhấn mạnh rằng đất nước chưa bao giờ nằm dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính quyền của bà Thái Anh Văn khẳng định Đài Loan tồn tại như thực thể độc lập trong cộng đồng toàn cầu là thực tế đã được chứng minh và không có nỗ lực nào của Bắc Kinh có thể làm lung lay quyết tâm theo đuổi dân chủ của người dân hòn đảo này. Trung Cộng đều vua tàu khu trục áp sát vùng biển Nhật Bản. Theo Epoch Times, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 19 tháng 3 cho biết tàu chiến mới nhất và có trọng tải lớn nhất của Trung Cộng mang theo tên lửa dẫn đường đã xuất hiện ở vùng biển gần Nhật Bản và đi theo hướng tiến vào vùng biển của họ. Cục Giám sát Tham mưu Liên hiệp công bố một bức ảnh cho biết vào khoảng 11 giờ sáng ngày thứ Năm, 18 tháng 3, máy bay tuần tra hàng hải P-1 của Cụm Hàng không 4 thuộc lực lượng phòng vệ hàng hải và tàu Sasebo Yagasaki, tàu Amakusa đã phát hiện ra ba chiến hạm của Hải quân Trung Cộng đi qua vùng biển cách thành phố Tsushima ở tỉnh Nagasaki khoảng 250 mét về phía tây nam và đang hướng về phía đông bắc bắc biển Nhật Bản. Ba chiến hạm này là tàu khu trục tên lửa dẫn đường Thai 055 Nanchen, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Thai O52D Chenyu và kinh hạm tên lửa dẫn đường Thai O54A Daking. Tàu khu trục Thai O055 hiện là tàu khu trục mới nhất và toàn diện nhất của Hải quân Trung Cộng. Con tàu này được biến chế vào tháng 1 năm 20. Nó được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng tên lửa có thể phóng tên lửa hành trình mặt đất tầm xa với tốc độ siêu thanh và tên lửa hành trình chống hạm. Nhật báo Kinh tế Hồng Kông ngày 20 tháng 3 cho biết tàu khu trục tên lửa dẫn đường Thai 055 có trọng tải và hỏa lực mạnh hơn nhiều so với các tàu cùng loại của quân đội Mỹ và được đánh giá là vua của các tàu khu trục trên thế giới. Vào thứ Sáu ngày 19 tháng 3, chiến hạm tiên tiến nhất của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản Hangura đã được đưa vào biên chế. Nó sẽ được triển khai tại căn cứ Sasebo ở tỉnh Nagasaki. Chiến hạm này được trang bị khả năng hiệp đồng tác chiến CEC, có thể chia sẻ ngay lập tức thông tin về tên lửa và máy bay của đối phương với các máy bay chiến đấu và tàu chiến của đồng minh. Sau khi Hanguro đi vào hoạt động, nó sẽ nâng cao khả năng đáp trả tên lửa đạn đạo của Nhật Bản, đồng thời đưa vào trang bị hệ thống phòng thủ Aegis cho 8 chiến hạm được tiết lộ trong đề cương kế hoạch phòng thủ được chính phủ Nhật Bản thông qua tại cuộc họp nội các năm 2013. Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Nhật Bản và các bộ trưởng quốc phòng đã tổ chức hội đàm 2+2 và ra tuyên bố chung chỉ trích Bắc Kinh không tuân thủ trật tự quốc tế, chỉ trích nhân quyền Trung Cộng và cáo buộc chính quyền Trung Cộng làm xói mòn quyền tự trị của Hồng Kông, làm tổn hại đến nền dân chủ của Đài Loan và phá hoại nền dân chủ của Đài Loan, nhân quyền ở Tân Cương, Tây Tạng và vi phạm luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimoto Motoji nói với giới truyền thông, khẳng định rằng sẽ không có nhượng bộ đối với các giá trị phổ quát như dân chủ và nhân quyền. Đối với các thế lực
muốn xói mòn các giá trị này, ông nói rõ ràng, Nhật Bản sẽ không nhân nhượng về nhân quyền và các hoạt động hàng hải để duy trì quan hệ kinh tế với Trung Cộng. Phản ứng lại, Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Cộng nói, đây là tuyên bố mạnh mẽ nhất chống lại Đảng Cộng sản Trung Cộng từ trước tới nay của Nhật Bản. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã chỉ trích Nhật Bản dựa hơi người khác và là kẻ phản bội, đồng thời khuyên Nhật không nên làm chư hầu cho Mỹ và không dẫn sói vào nhà. Cựu Tổng thống Trump tiết lộ bức thư từ trái tim gửi cho Tổng thống Biden trước khi rời Tòa Bạch Ốc. Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã để lại một bức thư dài 2 trang cho Tổng thống Joe Biden tại phòng bầu dục vào ngày nhậm chức. Về cơ bản, tôi chúc ông ấy may mắn, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn. Việc một Tổng thống sắp mãn nhiệm để lại một lá thư cho người kế nhiệm là một truyền thống. Tuy nhiên, vẫn có câu hỏi đặt ra liệu ông Trump có làm điều này hay không, trong bối cảnh xảy ra trong những tranh cãi xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống. Theo Daily Mail, ông Trump đã gửi một lá thư cho ông Biden trên bàn kiên định trong phòng bầu dục vào ngày 20 tháng 1. Tổng thống Donald Trump đã viết một bức thư rất rộng lượng. Đây là thư riêng tư, tôi sẽ không nói về lá thư cho đến khi tôi nói chuyện với ông ấy. Nhưng nó rất rộng lượng, Tổng thống Biden nói. Ông Trump nói rằng bức thư dài 2 trang và được viết từ trái tim vì tôi muốn thấy ông ấy đảm nhiệm công việc thật tốt. Cựu Tổng thống từ chối tiết lộ những gì ông đã viết trong bức thư. Tôi không muốn nói. Điều đó có thể phụ thuộc vào ông Biden và tôi đoán ông ấy sẽ không làm như vậy nếu tôi chưa đồng ý. Ông Trump nói khi được hỏi về nội dung bức thư. Sau cùng, nội dung bức thư sẽ được công khai bởi tất cả các lá thư của Tổng thống mãn nhiệm để lại cho người kế nhiệm đều được lưu trữ theo đạo luật hồ sơ Tổng thống và được chuyển đến cơ quan lưu trữ hồ sơ quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn kéo dài gần 60 phút, ông Trump tiếp tục đưa ra cáo buộc gian lận bầu cử và chỉ trích một số thành viên Đảng Cộng Hòa, trong đó có cựu phó Tổng thống Mike Pence, người không ủng hộ nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử của ông. Đồng thời, ông Trump cũng tuyên bố ông không bao giờ nhượng bộ ông Biden. Hãy nhìn đi, ông ấy đã ở đó. Đó là một cuộc bầu cử gian lận, một cuộc bầu cử mà các bạn biết là tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ, ông Trump nói. Ông Trump hy vọng người kế nhiệm sẽ đảm nhiệm công việc tốt, nhưng vẫn lên tiếng chỉ trích ông Biden về chính sách nhập cư và việc không hoàn bức tường biên giới. Ông Trump cho biết lời khuyên của ông dành cho Tổng thống Biden trong cuộc khủng hoảng biên giới là nhanh chóng hoàn thành bức tường biên giới. Ông ấy có thể hoàn thành nó trong một tháng, ông Trump nói. Những lời chỉ trích của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Biden đang phải vật lộn để kiểm soát làn sóng người di cư ở khu vực biên giới Mỹ, Mexico. Mai Quốc Việt xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Hẹn lại quý vị kỳ tới. Chúc quý vị, gia đình và người thân hạnh phúc và yêu thương.